với mức giá dao động từ 70 đến 90 triệu đồng. Mẫu xe máy tay ga cao cấp Honda SH 2020 vừa ra mắt hôm 5 tháng 11 và mẫu Piaggio Medley được cho là hai đối thủ cân sức cân tài. Honda SH 2020 mới với một số cải tiến vừa chính thức trình làng thị trường Việt Nam vào sáng ngày 5 tháng 11 tại Hà Nội với giá thấp nhất là 70,99 triệu đồng. Phiên bản 150 EAVS có giá đắt nhất lên đến 95,990 triệu đồng. Xe dự kiến bán ra thị trường Việt vào ngày 24 tháng 11 sắp tới. Honda SH 2020 nằm cùng phân khúc xe tay ga cao cấp Piaggio Medley và là đối thủ đáng gờm của mẫu xe này tại Việt Nam. Cả Honda SH 2020 và Piaggio Medley F150 đều được đánh giá cao về thiết kế, tính năng, công nghệ trang bị, kể cả xét về giá, hai mẫu xe này cũng có giá tương tương cạnh tranh nhau. Cụ thể giá Kia Yomedli S150 tại Việt Nam từ 72,5 đến 87,9 triệu đồng. Phiên bản cao nhất 150i e ABS của mẫu xe này, thấp hơn 8 triệu đồng so với của Honda SH 2020 bản 150i e ABS. Thiết kế về tổng thể, Honda SH 2020 vẫn giữ nguyên đường nét thiết kế của các thế hệ trước, với các nâng cấp đủ tạo ra sự khác biệt. Đèn pha được chuyển xuống phía dưới, hệ thống đèn định vị ban ngày là mắt. Mẫu xe này có kích thước lần lượt là 2090mm chiều dài x 739mm chiều rộng x 129 mm chiều cao, chiều dài trục cơ sở ở mức 1353mm, chiều cao yên 668mm, khoảng sáng cầm 146mm. Hãng Honda cho biết phần khung sườn của SH thế hệ mới cũng đã được thay đổi. Bình chứa nhiên liệu được chờ xuống phía dưới vị trí để chân của người lái, giúp tăng thể tích cốc chứa đồ từ 18 lít ở thế hệ trước lên thành 28 lít. Piaggio Medley cũng không kém cạnh. Mẫu xe này sở hữu phần đầu xe khá tinh tế với những chi tiết mạ chrome. Điểm nhấn ở phần đầu xe là bộ đèn LED chạy ban ngày hình chữ V, cụm đèn pha lớn và vẫn dùng bóng halogen. Đây là điều khá đáng tiếc khi Piaggio không trang bị đèn pha LED cho xe nắp bình xăng được đặt dưới sàn để chân, chung tích 8,1 lít. Bentley S150 sở hữu trục cơ sở dài 1.396 mm kết cấu chịu lực của piaggio medley có thiết kế dạng nôi đơn thấp bằng những ống thép gia cố góp phần vào sức mạnh tổng thể của cả chiếc xe đảm bảo vị trí ngồi thấp và thuận tiện cho người lái nhìn chung về thiết kế cả hai đều sở hữu kiểu dáng to lớn và chắc chắn nhưng sh thiên về sự hài hòa mạnh mẽ còn medley hướng đến phong cách thời trang lãng tử do nằm cùng phân khúc nên những thông số cơ bản như chiều cao yên trọng lượng kích thước chiều dài cơ sở của cả hai đều gần như tương đương nhau Tiện ích điểm nổi bật trên Honda SH 2020 là cụm đồng hồ dạng cơ quen thuộc đã được thay đổi thành dạng màn hình kỹ thuật số hoàn toàn dạng âm bản. Cụm đồng hồ được chia thành 4 phần khác nhau với vị trí trung tâm hiển thị tốc độ, thời gian, tình trạng bình ắc quy. Một màn hình nhỏ ở phía dưới thông báo quãng đường đã di chuyển và mức tiêu hao nhiên liệu, phía hai bên là các đèn báo các chức năng như ABS, đèn báo rẻ, đèn pha. Honda SH mới cũng được trang bị kết nối thông minh với smartphone thông qua Bluetooth và có thêm cổng sạc điện thoại trong cốt đặt chứa yên xe. Trong khi đó, Piaggio Medley vượt trội hơn, Honda SH nhờ hệ thống phanh chống bó cứng ABS được trang bị cho cả hai bánh. Ngoài ra, Medley còn nổi bật hơn nhờ hệ thống giảm sóc sau có thể điều chỉnh 5 cấp độ. Tính năng tự động bật tắt máy start và Stop xuất hiện trên cả hai. Tính năng này giúp xe vận hành hiệu quả hơn khi di chuyển trong thành phố. Động cơ trái tim của SH thế hệ mới đã được nâng cấp cho công suất và lực kéo tốt hơn thế hệ cũ. SH 125 đạt công suất 12,2 mã lực và SH 150 là 16,2 mã lực. Phiên bản có phanh ABS còn có hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC. Honda SH có hai phiên bản động cơ là 125cc và 150cc cùng các lựa chọn phanh CBS và phanh ABS. Trong khi đó, Piaggio Medley được trang bị động cơ hoàn toàn mới y kép bốn vang, với hệ thống dừng tạm thời start và stop, dung tích 125 trên 150 cc. Đây là thế hệ động cơ mới nhất ưu tiên về tiết kiệm nhiên liệu, hiệu năng vận hành, ít ồn tập trung phát triển cho thị trường châu Á. Lần đầu tiên, model này cũng được trang bị hệ thống dừng cầm chừng. Công suất động cơ 12 mã lực đạt ở vòng tua 8.500 vòng trên phút, tốc độ đạt hơn 95 km trên giờ khả năng tăng tốc không đến 30m dưới 5 giây và quãng đường đi được 55 km trên 1 lít xăng với bảng 125cc. Kết luận tại Việt Nam, Honda SH đã có mặt lâu đời, thông dụng và thống lĩnh thị trường ở phân khúc xe tay ga cao cấp này. Piaggio Medley lại là một tân binh hoàn toàn mới trong phân khúc này. Dù không thể ngày một ngày hai, Piaggio Medley bứt phá về